nhanh thì chơi sơ sẽ ra đường giữa. Có một sự bất ngờ đến từ cách đi đường của ADC, anh ta khởi đầu ở con bồ đỏ, sau đó bỏ hết tất cả những bãi rừng con ra thẳng con bồ xanh. Chắc chắn AQ, tôi nghĩ rằng 90% họ không nghĩ tới phương án này và họ chủ động tấn công một đối phương. Nhưng ADC lúc đó đã ra mặt kịp thời với hai bộ lợi và có nhiều lợi thế, nhưng với Proe thì rất khó để chạy bởi đó là cú dí đến từ Rush và của cả Hắc nữa. Xuân Mách cố gắng kéo máu, sát thương là chưa đủ. Đó là một cái tình huống mà Rush đã cho chúng ta thấy sức mạnh của Roker khi áp sát là như thế nào, rất mạnh. Hai bắn Proe lên bảng đếm số, nhưng con rồng này tôi nghĩ rất lợi thế là cho bên Plus ăn được. Đội bạn bỏ rồng rồi và đó là lợi thế, bởi cái mạng chết của chúng ta chỉ là một mạng trợ thủ, trong khi đó cái mà chúng ta có được là con rồng đầu tiên của trận thi đấu. Broly hoàn toàn không thòi một chút nào cả, anh ta chắc là cũng sắp có cấp độ 4 rồi. Chúng ta sẽ có rất nhiều lợi thế ở giai đoạn tiếp theo, bởi vì đây sẽ là giai đoạn mà Tulen sẽ rất mạnh, cùng với đó là Violet. Như tôi đã nói thì Tulen trong cái game đấu này khi đối đầu với cả Roker sẽ rất nguy hiểm, nhưng khi một khi Tulen đã có mạng và Tulen xanh hơn, cấp độ cao hơn thì chắc chắn Tulen sẽ là người mạnh hơn Rush. Đây là điều mà chúng ta lo ngại nhất, đó là những pha cướp bóc đến từ AHQ. Chúng ta sẽ mất con bùa xanh này, nhưng liệu ADC có phi thẳng vào bùa xanh đối phương hay không đây. Free Sun Back tới và có luyện ngục nhưng nó lại quá chậm. Sun đang ăn cho mình đó là con bùa xanh ở nhà, và ADC nhìn thấy anh ta ngay lập tức phải bỏ, đúng rõ ràng phải bỏ rồi, bởi vì rất nhanh. Và đây chính là cái điều mà tôi đã lo ngại từ giai đoạn đầu, khi đối phương đã có được cho mình cái thời gian con bùa xanh, đây là con bùa xanh thứ hai của chúng ta, thì những con bùa xanh hắc nằm xuống chắc chắn là như vậy rồi, đó là lỗi rồi. Tay đến từ dây rắc choáng và vẫn thoát được thành công, quá khó tin đến từ bên phía AHQ. Chúng ta đã đánh rất hay trong pha thi đấu đó rồi, nhưng dây rắc còn kinh hơn, cú đỡ tưởng chừng như là không thể nhưng anh ta lại làm được. Một pha hack não rất tốt của Proe đúng không? Đó là đường đi về của Hắc, và rõ ràng đó là một cú đấm của Hắc để có thể chạy về, nhưng không thể thoát nổi tầm choáng của Proe. Nhưng rất đáng tiếc là chúng ta không có được mạng gục, nhưng ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang hơn đối phương khoảng 500 tiền cùng với lượng cấp độ nhiều con rồng mang lại. Lợi thế của team Flash ở thời điểm hiện tại đó là họ đang đẩy được nhịp độ trận đấu cực nhanh, và những cái thế trận cực nhanh như vậy thì những Malok, những Tulen, những Valet rất thích. Ấy như là một đội tuyển đánh chậm, họ đánh từ từ, họ kiểm soát, và nếu gặp phải một cái chiến thuật pressing đánh nhau liên tục như của chúng ta thì AHQ cũng sẽ phải khó thở. Và tôi muốn rằng là trong khoảng thời gian tiếp tục team Flash với cái cầm lặng của Alice, họ sẽ tiếp tục giao tranh, họ chỉ cần để ý đến cái sứ mệnh như thế của Xeniel thôi. Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy ở những khoảng thời gian vừa qua thì nếu như đúng là kèo đối đầu mà PSN nói là kèo đối đầu mà Tulen đối đầu với lại cả đường rừng của đối phương thì là nguy hiểm, nhưng nên nhớ Tulen của Sun Bách hoàn toàn có thể ám sát chết được Hắc, bởi Hắc cũng là một chiếc thực ám sát và rất sợ Tulen. Chính xác là như vậy. Rất sợ Tulen. Bây giờ con bùa xanh tiếp theo sẽ là cái điểm đến của AHQ. Họ nhắm vào con rồng, bùa xanh ra, và như vậy con bùa xanh thì chúng ta giữ được. Tôi đã cảm thấy yên tâm hơn phần nào khi mà ADC đã có được cho mình con bùa xanh này. Cái trong khoảng thời gian vừa rồi thì tôi thấy rằng chính AHQ mới là người chủ động kéo rồng ra. Chính xác là họ định ăn rồng, như thấy chúng ta là họ phải bỏ chạy ngay lập tức. Rất nguy hiểm dành cho Xuân Bách. Xuân Bách tốc biến nhanh, nhưng rõ ràng đó là pha xử lý rất liều đến từ Xuân Bách. Một đấm nữa đến từ Hắc và Xuân Bách đang mất hơi nhiều máu ở đây. Anh ta cần phải có được cấp độ 7, còn rất là lâu mới lên được cấp độ 7, thì chính cái tình huống đó Xuân Bách sẽ phải về nhà. Sau tình huống này Xuân Bách sẽ phải về nhà. Đường trên thì có một cái điều chúng ta cũng nên lo ngại, đó là Xeniel của Sun vẫn chưa ai động tới cả, và sau này đó sẽ là một con bài cực kỳ trâu bò, sẽ rất khó để có thể bắn qua được những lớp máu lớp giáp của Xeniel. Và con rồng này Team Flash họ không tranh cướp được, bởi vì khả năng kiểm soát đến từ Jayzak và Hắc ở hụ đường giữa zone ADC ở Proe quá kinh khủng, khiến cho chúng ta không thể ra được hang rồng. Nói chính xác hơn thì đó là pha thi đấu mà đội bạn biết được ADC đã trừng phạt con rơi ở hụ đường trên, và rất nhanh chóng đội bạn đến được với con rồng ở hụ đường dưới. Đó là một sự tính toán hợp lý đến từ AHQ. Lượng tiền cân bằng, Tuấn Bèo nghĩ sao về thế trận như thế này? Tôi nghĩ rằng Hắc đang được thả rồng quá nhiều. Chúng ta chỉ làm khó được Hắc ở khoảng thời gian đầu thôi. Còn trong tình huống vừa rồi thì đúng với PSM đã nhìn thấy Hắc đấm mất Xuân Bách nửa máu, sau đó quay sang đấm tiếp Proe mất nửa máu, và cái bộ đôi đường giữa và trợ thủ chúng ta liên tục mất máu nhiều như vậy chỉ vì một cái tên thôi, đó là Hắc. Đội bạn đang biết được giờ ra bùa xanh của chúng ta và họ đang tập trung ở phía mạng bùa xanh của chúng ta, còn chúng ta thì hiểu cũng đội bạn đang ở đâu. Chúng ta cũng cướp lại. Liệu Malok có làm con bài gọi là hy sinh khó để cho những người đồng đội của mình bắt được Rush trong tình huống này? Cực kỳ khó, bởi vì Rush với con bùa đỏ này Malok lại không còn có quá nhiều máu cho mình nữa. ADC thời điểm rất mạnh. Đây chúng ta nhìn thấy đặt còi không làm gì được Rush chắc chắn luôn. Đặt còi sẽ mất 3 con lính. Đặt còi sẽ bị bắn, đặt còi sẽ mất 3 con lính. Đấy, bởi vì mất luôn cả trụ. Rush không hề sợ cái sát thương chuẩn, nhưng chúng ta có một tình huống muốn lên bắt vào vị trí của Sun. Gấu đang ủi Sun nhưng có vẻ như là không ăn thua.
không có sự can thiệp đến từ các thành viên khác của danh đối phương của team Flash. Đối phương đang tràn về, tôi thấy đối phương đang lùi về, đó là Chaser và đó là Rush. Chúng ta phải bỏ con bồ xanh này. Như vậy đó là quyết định sai lầm, thậm chí có thể sẽ phải bỏ thêm một cái mạng nữa. Pri rất tỉnh, anh ta bật cho mình cấp cứu cùng với Xuân Bách. Xuân Bách Xuân Bách không thể thoát được trong tình huống vừa rồi. Rõ ràng là trong tình huống vừa rồi thì tôi nghĩ rằng nếu như đội tuyển Việt Nam về để thủ với bờ xanh sẽ kịp, bởi đó là thời điểm mà chúng ta đã cấu được lượng máu rất lớn từ H cùng với lại cả Zizak, và khi mà chúng ta có một cái thế bọc đầu thì đặt gọi sẽ được phép đánh. Chính xác. Và trong thế trận đó thì đội bạn sẽ không cướp được bờ xanh của chúng ta, trong khi đó chúng ta lại tham minh bờ xanh của đối phương trượt. Và chúng ta chưa thể lấy được con bờ xanh của đối phương thì đối phương đã tập hợp được rồi, và rất đáng tiếc. Với những pha di chuyển tốt đến từ bên phía AQ thì bỗng nhiên họ lấy lại được thế trận, họ lấy được cái trụ khu đường dưới, và bây giờ Malok của đạt còi sẽ là người khó chơi nhất ở thời điểm hiện tại. Con bài Malok nếu bạn trong thế công thì rất là mạnh, nhưng nếu bạn trong thế thủ bạn phải thủ đường, và với một con bài di chuyển cực kỳ nhanh như là Richter thì sẽ khó cho đạt còi có thể ra vào được giao tranh. Gấu ở khu đường trên, gấu cản được cái sứ mệnh cứu thế của Sun và có thể sẽ có điểm hộp, nhưng cú băng vào đến từ dây rắc là quá đẹp, sẽ từ tiếp tục được dồn vào săn, và đó là ADC đang bị bắn bởi dây rắc, nhưng đây là trợ thủ và đã dùng hết chiều. Nhưng đạt còi ở đường dưới thì cũng bị ám sát bởi H và bởi Richter, tốc độ ám sát là rất nhanh, và chúng ta còn mất nhiều hơn thế, có thể sẽ là cái khu thứ hai của đường dưới. Xuân Bách đang cố gắng chạy, không chạy được rồi. Đó đối là Rocker, đối phương dí quá gần, đó là Rocker, đúng như những gì mà chúng ta đã phân tích từ đầu, rất khó. Và cái trụ khu đường giữa đã dành cho bên phía của AHQ, đó là một cái pha mà chúng ta định tập kích lên cục đường trên, bắt là vị trí của Sun, nhưng có vẻ như là mất hơi nhiều thời gian. Và như tôi đã nói rồi, Malok trong thế thủ, cái thế này của đạt còi là cái thế cực kỳ khó, bạn rất dễ bị ganh, bạn cũng không đẩy lại được đường so với Richter, bạn di chuyển cũng sẽ không thể bằng được Richter, và hậu quả là cái trụ thứ hai ở hộp đường dưới cũng đã mất, và nó dành cho bên phía AQ. Hiện tại họ dẫn hơn chúng ta chỉ 2.400 tiền thôi, tuy nhiên tôi cảm giác rằng thế trận của họ đang hoàn toàn áp đảo thôi chúng ta. Tôi có làm một cái con số ở trong tất cả trận đấu của AQ phải 80% thì khoảng thời gian từ phút thứ 9 đến phút thứ 13 là khoảng thời gian họ có thể đẩy nguyên toàn bộ dàn trụ ngoài chúng ta và tấn công vào cái trụ thứ ba ở bậc thềm. Như vậy là Team Flash đang phải đối mặt với nguy cơ 4 phút nữa sẽ mất rất nhiều trụ. Nếu như họ có thể giữ cái thế trận không bị trôi quá lâu thì trong 4 phút tới, nếu như họ vẫn giữ được ít nhất là cái trụ thứ hai đúng ở đường giữa và đường trên thì trận đấu này Team Flash mới có cơ hội thắng. Còn nếu không mà để cho đối phương đẩy banh hết cái trụ ngoài thì rất khó để Flash thắng trận này. Ui, bây giờ thì Zeniel đã di chuyển xuống đường dưới và để cho Richter hụt đường trên, một tình huống đổi đường có lẽ là quá hợp lý từ bên phía ASQ. Với đường dài này thì Zeniel sẽ là một người rất có lợi, và chưa kể là hãy nhìn cách lên đầu của Chaser. Anh ta lên cho mình toàn đó là sát thương chứ không lên cho mình bất kỳ một tí chống chịu nào cả. Đạt còi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm tình huống này bởi vì anh ta chỉ có mới cho mình một mảnh kháng phép mà thôi. Hắc lao lên đá và sẽ có tình huống không giết được đạt còi. Đẩy hơi nông. Tuy nhiên đó sẽ là một cái tình huống khiến cho đạt còi phải về với trụ nhất ở khu vực trên sẽ gặp nguy hiểm. Khó rồi. Gấu liệu có làm gì không? Gấu có chiêu cuối. Thanh tẩy cũng sắp có. Hy vọng là gấu có thể cản được tên lính này. Anh ta sẽ cản được nhưng chúng ta lại mất bùa xanh. Đối phương đúng là bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ trận đấu trong 4 phút sắp tới sẽ đến phút 13 sẽ là những phút mà AQ khiến cho lượng tiền chênh lệch cực kỳ nhiều. Nãy giờ là phút thứ 8-30 chênh lệch khoảng 1.000 tiền, nhưng bây giờ đã là 9 gần phút thứ 10 rồi mà nó là con số 3.800 gần 4.000. Bây giờ có một cái cách để khiến Team Flash có khả năng gỡ lại được, đó là họ phải làm thế nào để ép được giao tranh bên phía của AQ. Và thực sự một con bài phải gây động viên đó chính là gấu với con bài Superman. Bởi vì nếu không, với cái thế trận như này thì AQ sẽ ép cho chúng ta đến không thể nào mà tiến lên được ra khỏi rừng của chúng ta luôn, chứ chưa phải nói là lao lên có thể giao tranh. Rớt ăn rất nhanh cho mình con bồ đỏ này, và chúng ta nhìn thấy cái sự khó chịu đến từ con bài Ra và Anete liên tục cầu máu, liên tục tung cho mình những chiêu thức từ xa để có thể gây sát thương vào mặt của Xuân Bách. Xuân Bách nằm xuống luôn ngay lập tức, và trong khi đó Rớt vẫn đang ăn cho mình, đó là con Shiza. Tốc độ đẩy nhanh nhịp độ trận đấu của AQ đúng như gì mà tôi đã nghĩ, có vẻ như Team Flash bắt đầu vỡ dần thế trận rồi. Bây giờ họ sẽ phải gồng mình bảo vệ cái trụ thứ hai đường trên và đường giữa. Nhưng nên nhớ rằng AQ có Caesar và có dòng tiên phong, rất khó để cho Flash làm được cái điều này. Một cái điểm yếu duy nhất đến từ bên phía của AQ đó là đội hình của họ là không có tay dài quá dài thôi. Đó chỉ là con bài Roker, một con bài mà phải áp sát vào trụ bắn mới đau. Tuy nhiên với lợi thế về tiền và cái thế trận như thế này và với cách lên đồ của Chaser như thế này thì tôi đang hơi lo lắng dành cho sát thương chủ lực của chúng ta, đó là ADC. Bởi vì chỉ cần một, tôi nghĩ là chỉ một combo hai lần hất tung là ADC sẽ phải lên bảng đếm số rất nhanh. Đây là thời điểm rõ ràng là Flash sẽ phải chơi chậm lại, đứng ở trong nhà để chờ đợi ba cái trụ cuối cùng của mình được bảo vệ. Rõ ràng là với Violet ở thời điểm cuối trận thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể đánh được,
Nên thời điểm hiện tại thì bắt buộc phải nhường toàn bộ thế trận cho AQ rồi. Đây là lối đánh của AQ và họ đã làm được điều đó. Họ sẽ mất thêm khoảng 30 giây nữa để đẩy đều các tân lính và sau đó thì họ sẽ thả con rồng tiên phong. Đã thả rồng tiên phong. Như vậy là trong khoảng 1 phút rưỡi vừa qua, từ phút thứ 10 đến 11 phút 30 thì AQ lại tiếp tục giãn cách về tiền. Bây giờ con số đã là 5.000 rồi. Họ sẽ ép lên cái trụ thứ hai của khu đường trên khi con rồng tiên phong đã được thả khu đường giữa. Như này sẽ là một cái thế cực kỳ khó cho team Flash, bởi vì họ sẽ phải vừa phòng thủ cả khu đường giữa, vừa phòng thủ cả khu vực đường trên. Có lẽ tôi nghĩ là đường giữa mất rồi với con rồng tiên phong như thế kia, và bốn người đang ép xuống khu vực đường dưới như này. AIC, tôi đang cầu vào những cái tình huống chí mạng của anh ta vào vị trí của Hắc, bởi vì đó sẽ là những cái phát đạn khiến cho những cái tơn đẩy đến từ bên phía AQ họ bị chậm lại. Tuy nhiên với khả năng cho hết dây rắc như thế này thì tôi hơi lo ngại một chút, khó đúng không? Vừa rồi ADC có bắn không có chí mạng và cũng không qua nổi cái lớp khiên tạo ra bởi dây rắc. Ủa, lại choáng trứng kìa. Đội hình của Flash là đội hình đánh trong nhà rất tốt, nhưng đây là Xuân Bách. Xuân Bách đang hơi xa với cái trụ đường giữa của mình. Đội hình của Flash rõ ràng là đội hình đánh trong nhà cực kỳ tốt khi họ có một dàn bảo kê đủ ổn để ADC có thể bắn, nhưng chúng ta cần thêm khoảng thời gian nữa. Rớt đang bị tấn công và rất nhiều, nhưng giáp và máu nhiều quá. Không ăn thua. Giáp máu đâu cho nhiều thế. Trong đó gấu lại đẩy trượt và anh ta bây giờ phải bỏ chạy. Proy không còn nhiều máu nữa, đánh rất mạo hiểm. ADC cố gắng lộn bắn dùng chiêu cuối để giết con rồng. Và tất cả thành viên của team Flash cố gắng bảo vệ trụ đường giữa. Jack đã dùng chiêu cuối để giúp cho đồng đội thoát lùi. Team Flash tạm thời phòng thủ được thành công, nhưng bây giờ sẽ là con rồng bạo chúa tiếp theo dành cho bên phía ASQ. Chúng ta đang bị trong một cái thế trận đó là ép vào, nhưng vẫn phòng thủ cực kỳ tốt với Alice, với Violet. Và cần khoảng ít, tôi nghĩ khoảng tầm 4 phút nữa để ADC có được cho mình cái món trang bị cuối cùng. Đó là cái có thể nếu như anh ta kiếm Muramasa, thì lúc đó khả năng bắn đến từ ADC sẽ gây được đột biến vào người của Hắc hay là Jack. Lúc đấy thì tôi nghĩ rằng là với những lượng giáp nho nhỏ đến từ Anete hay là những con bài yếu máu như kiểu là Ra hay là Roker thì không phải là vấn đề với ADC. Như vậy là chúng ta vẫn đang kỳ vọng ADC tỏa sáng rất nhiều với con bài Violet. Thực tế tôi luôn hy vọng và chưa bao giờ hoài nghi về Violet của ADC cả. Nhưng rõ ràng trong trận đấu này là trận đấu khó khăn của ADC Violet, đúng không anh Tùng? Tầm 3 phút nữa, theo như PSman nói thì khoảng 3 phút nữa ADC sẽ full đồ. Và đó khoảng thời gian mà chúng ta bắt đầu chơi được khi Maloc của đàn còi cũng bắt đầu khỏe. Maloc của đàn còi ở thời điểm hiện tại cũng đã có 3 món đồ cũng tương đối ổn, 7.300 tiền là tương đối ổn. Với Superman của gấu thì tôi hơi đáng tiếc đó lại là cái thương xuyên phá. Thương xuyên phá sẽ là rất tốt ở trong một thế trận tấn công. Đúng rồi. Nhưng đây là một thế trận mà cần gấu phải khỏe hơn nữa, và tôi nghĩ đó là một cái giáp thống khổ thì nó sẽ là hợp lý hơn. Chúng ta sẽ phải chống trả lại đợt tấn công tiếp theo đến AQ khi mà họ vừa có được cho mình con rồng bạo chúa. Với việc có mình quyền năng hắc ám thì rớt ở hiện tại cực kỳ khó chết, và tôi nghĩ là với cái ngần đây đồ thì anh ta sắp hoàn thành cho mình xong đó là cái giáp thiên thần, cái giáp hồi sinh. Xong con rồng bạo chúa này mà chúng ta không bị giãn cách đến tầm khoảng 10.000 tiền thì có thể đánh được, và chỉ cần chúng ta chỉ mất đi, cùng lắm là mất đi một trụ thôi, đừng để mất đi khoảng 2 trụ là chúng ta có thể đánh được trong trận thiếu này. Nhưng vấn đề chúng ta cần hạn chế mắc sai lầm, và đây rất có thể sẽ là sai lầm đầu tiên trong mất trụ rồi. Richter tấn công với chiếc đặt còi có luyện ngục được không? Đặt còi không luyện ngục được và nằm xuống lập tức lui về với cái choáng của mình. Và Chúng ta mất một người vẫn có thể phòng thủ được. Nhưng như tôi đã nói rồi, cần hạn chế tối đa những sai lầm như kiểu vừa rồi. Thực ra tôi thấy việc phòng ngự cái trụ thứ hai đường trên đấy không cần thiết, hoàn toàn đồng ý không cần thiết. Bỏ đi cũng được, miễn là chúng ta bảo vệ được ba cái trụ trên bậc thềm là rất thành công, cực kỳ thành công trong bối cảnh đối phương có rồng bạo chúa như này. Nhưng bây giờ mất đi luyện ngục của đạt còi, mất đi cấp kiếm đạt còi, mất đi một con trâu. Hai thì phòng ngự kiểu gì đây? Ôi bắn đấy, như chúng ta đã nói, bắn tốt đến từ ADC và chúng ta Rớt đang bị choáng và Rớt bị gầm lặng, nhưng bật chiêu của đến từ Rớt. Như vậy là AQ sẽ không đẩy được vì ADC sẽ tiếp tục lộn bắn. Suýt nữa hạ gục được Hắc. Xuân Bách đang cố gắng băng ra. Tạm thời chúng ta vẫn bảo vệ được thành công. Và nên nhớ đây là khoảng thời gian mà AQ rất lất mất thời nhiều thời gian. Tức là khi vượt qua phút thứ 14 thì họ rất khó để có thể kết thúc trận đấu trong chiến thắng. Như những gì chúng ta đã nói, đó là sau khoảng 2 đến 3 phút nữa thôi, ADC có được cho mình thêm được cái kiếm Muramasa. Có rồi thì có đấy, chúng ta nhìn là chưa có bắn đã như vậy. Có rồi, bắn chắc chắn nó sẽ cực kỳ đau. Và cần phải kiểm soát được con Xì ra. Thật ra thì không. Bỏ đi. Tôi nghĩ là bỏ đi. Ừ. Thì hiện tại đặt còi đã đủ khỏe nếu như đặt còi đánh ở gần nhà. Ừ. Còn đặt còi đánh ở ngoài nhà nó sẽ bị cắt thế được đáp xuống và săn bị choáng. Săn đang bị dồn sát thương nhanh, ta đang quá trâu. Rớt bật chiều cuối cả lên. Rớt mất lớp khiên và anh ta buộc phải lùi lại. Jack tới không làm được gì cả. Điểm yếu của ASQ đó đã lộ ra, đó là
họ không có những con bài xạ thủ tay quá dài để có thể tấn công lên cái trụ cột thứ ba. Và khi cái thời điểm mà ADC Valet có được cho mình đủ những lượng trang bị thì một bắn chắc chắn lớp giáp của Rớt mất luôn. Và khi mà bắn lớp giáp thì Rớt sẽ yếu đi rất nhiều. Đúng. Nhưng Tạt còi đang bị tấn công bởi cả chơi dơ cũng như là cả Hắc. Lượt lúc được không? Chạy được. Chơi dơ bị bắn lôi điểu. Né luôn cả lôi điểu. Và cái chiêu cuối đến từ Valet quá kinh khủng, đó là chơi dơ. Trong đó Rớt thì ăn con xê ra một mình, anh ta sẽ ăn được nó. Nhưng ADC có bùa xanh, đây là một tín hiệu tôi thấy rất vui. Anh ta sẽ liên tục lộn và bắn và lộn và bắn. Và chắc chắn đối phương sẽ rất khó để có thể lấy được một điều của chúng ta, kể cả có được con xê ra này. Quan trọng bây giờ là không mắc sai lầm. Còn lượng tiền và xê ra cũng không phải là vấn đề nữa. Với xê ra chúng ta chỉ cần đứng trên xê ra với đạt còi. Chỉ cần đạt còi không mắc sai lầm và đạt còi có thể đứng ngang với xê ra để xê ra bắn vào mình, thì con rồng tiên phong bắn vào mình thì hoàn toàn chúng ta thủ trụ cực kỳ dễ dàng với những phát bắn của ADC. Hay! Rất mạo hiểm. Rất không. Mạo hiểm đó. Gấu có phát xử lý tôi nghĩ là ổn. Tuy nhiên đó là chúng ta nhìn thấy chỉ có mình Hắc trong bụi thôi. Nếu như AQ có 2-3 thành viên nữa thì sao? Chiêu 2 đó của Superman có khả năng làm choáng. Và sau khi làm choáng chúng ta sẽ hất tung được đối phương, hất văng đối phương ra khỏi bụi. Và nếu như đó là 2-3 thành viên, gấu chắc chắn sẽ lùi về. Ngoài ra gấu còn có cho mình một thứ nữa, đó là cái thanh tẩy, để có thể lùi về trong tình huống rồi. Đó là một tình huống check map ổn của gấu. Tuy nhiên nên nhớ rằng ở hiện tại AHQ đã đủ lượng trang bị, Rớt đã full đồ, Rớt đã có được cho mình 200 cầu thủ. Đây sẽ là đợt tấn công đến từ AHQ chắc chắn. Cú bắn rất hay đến từ ADC. ADC vẫn đang tỏa sáng với con bài Valet này. Nhưng tuổi thơ của ADC bây giờ không còn cơ cực nữa. Bây giờ không ai dám ủi, AHQ không dám ủi vào nhà chúng ta. Chúng ta cần phải xóa đi cái con rồng. Và rồng đã được xóa xong. Team Flash tiếp tục bảo vệ thành công. Rõ ràng là với lựa chọn Alice chúng ta đã tính đến việc đánh cực kỳ dài hơi với Poi ở tháp quá tốt. Và có thể hạ của đối tác không, đó là hai cái chiêu cuối để giúp cho Hắc bỏ chạy. Ôi, nhưng mà Chaser, đây là tình huống rất nguy hiểm cho ADC. Đứng rất lâu đến từ Chaser, đứng bất động như pho tượng đến từ Chaser. Và anh ta tiếp tục di chuyển lại, tiếp tục đứng bất động như pho tượng. AHQ rõ ràng, tôi nghĩ họ đang không thể nào giao tranh toàn với chúng ta. Tôi lại cảm giác khác với anh Tuấn, đó là họ đang muốn dụ chúng ta ra khỏi nhà. Bởi vì Chaser đứng trong những bụi này cực kỳ nguy hiểm. Một combo chắc chắn ADC nằm xuống mất luôn cho mình cái giáp thiên thần. Và khi hồi sinh chắc chắn anh ta sẽ phải nằm xuống. Đây sẽ là một cái tình huống tấn công nguy hiểm từ Team Flash. Đây là thời điểm mà Flash nghĩ rằng mình đã khỏe, nhưng họ nên cẩn thận chỉ duy nhất một con bài, đó là Chaser. Hắc hết máu rồi, nhưng ADC đang đi vào bụi. Chaser đã tấn công ADC, có sức mạnh kỳ thế được đáp số ADC và đã được bắn. Và như vậy là Chaser đã mất cho mình giáp bảo vệ. Chaser vẫn đang sống, Sun đang bị cô lập, Sun cố gắng ăn câu ADC nhưng không ăn thua. Anh ta sẽ tiếp tục mất thêm cái giáp thiên thần nữa và mất luôn cái mạng của mình. Chúng ta sẽ có được con rồng bạo chúa, nên ra ăn cho mình đó là con rồng bạo chúa hơn là đi đẩy cái trụ khu đường giữa này. Xong được cái trụ đường giữa, sau đó là con rồng bạo chúa. Rõ ràng là 42 giây là một khoảng thời gian quá lớn để chúng ta làm được nhiều việc. Thậm chí chúng ta có thể đẩy thêm một cái trụ đường giữa nữa nếu chúng ta muốn. Nhưng con rồng bạo chúa đang là thứ mà ADC đang nhắm đến. Đây là một con rồng rất quan trọng. Và với nó chúng ta cần phải cẩn trọng, bởi đó là con bài có khả năng miễn nhiễm về khống chế. Anh Tùng hãy nhớ tôi, Chaser mất giáp thiên thần và Sun cũng mất giáp thiên thần. Như vậy là rồng bạo chúa đã thuộc về ADC. Đây là thời điểm chúng ta bắt đầu giao tranh được. Chỉ cần Poi bảo kê đủ tốt để tránh được Chaser ám sát ADC, chắc chắn chúng ta sẽ có được ván thắng này. Họ đã mất cho mình đi hai cái giáp thiên thần. Đặc biệt cái giáp thiên thần đến từ vị trí của Chaser bây giờ chỉ còn một lần giáp thiên thần nữa thôi. Đúng rồi, nhưng mà thời điểm này là họ đang hồi giáp thiên thần đấy. Thì đây sẽ là thời điểm mà giao tranh mạnh nhất của chúng ta. Chiến thắng đang phụ thuộc rất nhiều vào con Poi. Đây là thời điểm mà Alice sẽ đóng vai trò quá quan trọng trong trận đấu này. Alice của Pre đã có cho mình cái sách chi hồn, như vậy là khả năng hút máu, khả năng dí sát của Rớt sẽ bị giảm đi rất nhiều. Hai trang bị hút máu của anh ta sẽ không còn phát huy tác dụng cách tối đa nữa. Rớt đang muốn làm trò gì đây? Rớt muốn đẩy lẻ và kéo chúng ta về. Bắt được không? Chúng ta liệu có thể bắt được không? Không, đối phương lùi rất nhanh. Thực ra nếu như chúng ta bắt thì chúng ta đã bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Chúng ta chỉ cần cử gấu thôi. Phòng ngự gấu với Superman sẽ chạy rất nhanh. Và điều quan trọng nữa là trong quá trình di chuyển lên thì AQ họ không cướp bùa xanh, như vậy ADC lại có bùa xanh. Khoảng thời gian của con rồng bạo chúa chắc còn khoảng gần 1 phút. Và trong khoảng thời gian này có vẻ như chúng ta vẫn chưa thể tập trung để có thể giao tranh được. Đội bạn vẫn đang làm rất tốt trong việc kiểm soát bản đồ. Tôi nghĩ là họ đang chờ đợi cho cái con rồng bạo chúa chúng ta hết đó. Và cái quyền năng hắc ám của ADC nó không còn trên người nữa thì họ bắt đầu mới giao tranh. Tuy nhiên đây là cái thời điểm Hắc. Rõ ràng ADC biết Hắc ở đó và ADC có những phát bắn vào Hắc nó quá khó chịu. Hắc đang không được chơi. Hắc
trận đấu này tôi nghĩ là anh ta ôi Sun sẽ bị bắt ở tình huống này, chắc chắn Sun sẽ nằm. Anh ta đã mất truy tần lực rồi, anh ta còn sứ mệnh cứu thế cứu, dùng sứ mệnh cứu thế hay không đây? Chúng ta cần một cú ủi của gấu, tiếp tục dùng truy tần lực và có thể sẽ có sứ mệnh cứu thế nhưng không được. Sát thương rồi và là quá nhanh, nhưng ở đường dưới thì đã bị hiếp bởi Rush và bởi Jack. Bree đã giải chiêu cuối ra, lính không tràn vào được. Và như vậy AQ họ đã thất bại với định của mình. Như vậy là ở thời điểm hiện tại thì đến Bree cũng đang có đến 5 món đồ trên người. Thậm chí anh ta sắp hoàn thành nốt món đồ cuối cùng, nhiều khả năng là cái giáp Gaia. Và với trang bị như vậy thì Bree gần như là bất tử, cùng với khả năng gây rất nhiều khó chịu trong giao tranh. Đây là khoảng thời gian cực kỳ tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam khi chúng ta cũng đã full đồ là gần hết. Dây giáp. Và dây giáp. Đánh được rồi. ADC vừa bị một tình huống đây, lính đang tràn vào đường trên, chúng ta có đủ cả 5 thành viên thì phải. Chúng ta muốn ép vào cái trụ 3 này chăng? Nhưng vấn đề của ASQ là họ đã... Ôi, Chaser. Phải đánh cẩn thận, bởi đối phương sắp có thành viên cuối cùng là Sun. Đó là thành viên có thể đến rất nhanh cùng với đội bạn. Rớt sẽ nằm xuống, chạy. Chắc chắn Rớt sẽ nằm xuống trong tình huống này, tôi khẳng định 100% luôn. Chạy đâu? Anh ta chạy rồi. ADC lỗi rồi, ADC. Rớt vẫn đang cố gắng bỏ chạy nhưng Rớt sẽ nằm. ADC chưa nằm xuống, ADC đã hạ gục được dây giáp, nhưng trước đó anh ta hạ gục được dây giáp. Không sao, đổi rừng. Chưa. Chưa thể hạ gục được Rớt, nhưng đó là mạng hạ gục của gấu. Hiện tại là hai bên đều đã mất rừng rồi, nhưng nên nhớ rằng AQ họ cũng mất thêm cả dây giáp nữa. Team Flash hiện tại vẫn đang là người có khả năng kiểm soát tốt hơn. Đặc biệt là hai cánh của chúng ta bây giờ là hai cánh đẩy. Chúng ta có được hơn đội bạn là một mạng hạ gục, nhưng nên nhớ chúng ta chỉ có duy nhất một sát thương chỉ lực. Đó là ADC. Nhưng bây giờ thì... Ôi dồi ôi, Sơn Bách. Đây là pha xử lý của Huy Bumper. Mất ra bảo vệ và mất luôn cái mà Huy Bumper đã nhập vào EQ rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ có cho mình là dàn trụ đường ngoài, cùng với đó có thể sẽ là con rồng. Chính xác hơn là con Caesar. End game được không? Không. Chưa? Tôi nghĩ là lấy được đường giữa được hay không? Không. Như vậy là quyết định là không có lấy đường giữa, như vậy đúng. Những gì anh Tùng nói là lấy được dàn trụ ngoài và sẽ hướng tới con Caesar, bắt đầu setup dần con Caesar là đẹp. Trong bối cảnh mà tự dưng Hắc bị Huy Popper nhập như vậy thì đây là thời điểm tuyệt vời nhất để chúng ta xây ra. Nhưng vừa rồi Xuân Bách có pha lướt đập mặt vào tường. Có lẽ là đến một tình huống xử lý nhà quê đến từ Hắc đúng không? Rõ ràng là thời điểm đó chúng ta thể biết là đội bạn đang thiếu người. Đúng. Và đội bạn không hiểu lấy lý do gì để Hắc có thể có một pha xử lý như vậy. Đây là cơ hội để chúng ta có thể kết thúc trận đấu khi mà đội bạn đang muốn giao tranh. Chỉ có Sun đang có cho mình cái trừng trị, nhưng không có trừng trị luôn. Sun không thể làm gì được, bị ngăn cản bởi đặc rồi. ADC giữ được con xe ra. Chúng ta đang là thế hơn người, có xe ra 3 giây nữa thì Hắc ra, và bây giờ thì chúng ta đang là 5-5, cùng với đó là con xe ra trong tay và sức bắn của ADC thì chắc chắn là hơn đôi bạn. Bree rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, Bree không chaser, không đánh vào Bree. Có lẽ con mồi mình ta đang tìm đó là Violet của ADC. Nhưng nếu như mà chaser nhìn được trên bản đồ thì ADC đang ở đường trên. Có thể là không. ADC trông chaser đang cố gắng cản lính và sẽ vòng vào sau. Nhưng Bree phát hiện ra chaser, ADC lùi lại rất sâu. Chúng ta nên về vì đây là thế 4-5. Chúng ta nên về bởi vì gấu đang phải thủ ở khu đường dưới, không nên đánh nhau trong tình huống này. Rõ ràng là ADC ở thời điểm hiện tại chỉ còn một cái mạng và anh ta đang phải chờ đợi để cái giáp hồi sinh lần thứ hai được hồi có sinh. Có liềm đoạt mệnh bán giày rồi. Như vậy là ADC đang muốn chơi liều, nhưng chơi sau liều. Này thì tôi nghĩ rằng cần thêm cả một cái giáp hội mệnh đúng nữa. Chaser vẫn đang chờ đợi rất lâu để có thể bắt tầm cho ADC. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể ăn rồng được bởi chúng ta có khả năng ép trò chơi. ADC đang nguy hiểm, ADC đang không có ai bảo vệ. Tôi đấy là nếu như mà chúng ta tỉnh táo hơn, chúng ta nên có một lượt check qua cái bụi mà chaser đang đứng. Mà Lốc nên là người check cái bụi đó. Đây là một trận đấu. Hoặc là Tulen. Tulen cần bứt chiêu vào thôi. Thấy nội tại nhảy số là có người. Đạt coi. Luyện ngục và chạy được. Mất luyện ngục và như vậy là chúng ta sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa để đạt coi hồi máu. Không nhờ luyện ngục, trận đấu đang rất căng thẳng và tôi đang lo ngại nhất là vị trí ở ADC. Khi chúng ta mất ADC, chúng ta sẽ khả năng chúng ta thua giao tranh là rất cao. Nhìn với kết luận của ADC thì ADC cũng hiểu được rằng mình gặp khó khăn như thế nào và anh ta cũng cực kỳ cẩn thận. Đây là một trận thi đấu đánh giá rất mạnh về tính chiến thuật. Đó là chaser liên tiếp là đứng im như một pho tượng để có thể dính vào một vị trí duy nhất, đó là ADC của chúng ta. Não ai đang gọi là nóng. Hắc bị tấn công, có sức mạnh cứu thế để đáp xuống dây giáp cũng đã dùng chiêu cuối. Nhưng chaser thì anh ta đã mất cho mình giáp hộ vệ. Anh ta sẽ sống dậy nhưng Hắc đã chết rồi. Cú ủi vào đến từ Rush. ADC đã được bắn. ADC đã lấy đi giáp hộ vệ đến từ Rush. Sun đang phải bỏ chạy. Double kill dành cho ADC. Chaser đối phương chỉ còn 3 người mà thôi. Dây giáp đang phải quằn đi bỏ được chạy. Và đây là gấu. Một cú đẩy và sẽ có một cú đẩy nữa đến từ gấu. Chúng ta sẽ có 3 điểm hạ gục cho đối phương. Đối phương sẽ mất 3 người. Và Bree đang cản không cho Chanel về. Và khi mà Chaser
và Puri thậm chí có thể tay đôi thắng được Xenia của Sun, đánh giá mình băng vào đến Chaser. Chaser chết và đó là chiến thắng ở ván đấu đầu tiên của Team Flash. 26 phút mà chúng ta giành chiến thắng khi Chaser không có bụi thì Chaser chỉ là một con quái vật bị nhốt trong lòng mà thôi. Đúng là như vậy. Và wow, có lẽ